Xin chào các bạn chị. Thì hôm nay Hải sẽ tiếp tục chia sẻ của bạn chị mình để một số cách để chúng ta có thể hỗ trợ điều trị một căn bệnh mà hầu như những người sống trên mặt đất này ai cũng bị. Một đời có khi chúng ta sẽ bị vài chục lần hoặc vài trăm lần cái bệnh này. Ai cũng bị hết, chứ không riêng ai, không ai mà thoát qua căn bệnh này. Và cách điều trị của nó thì rất đơn giản. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ của bạn chị mình một số cách để chúng ta có thể hạ sốt cho chúng ta, hạ sốt cho trẻ em, cho trẻ ở nhà chúng ta. Căn bệnh sốt này thì của anh chị mình thấy Hải nói có đúng không ạ? Tất cả ai cũng có phải bị trong cuộc đời của mình, ít nhất phải vài chục lần chứ đừng nói một hai lần. Bữa giờ có rất nhiều của anh chị mình nhờ Hải chia sẻ cái cách để hạ sốt từ rau, những cái rau cây cỏ ở xung quanh nhà. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình dùng những cái loại rau, những cái loại cây cỏ ở xung quanh nhà chúng ta mà chúng ta có thể hạ sốt rất là tuyệt vời. Đây là những cách rất là dân gian, rất là dân gian. Và đó là những cái cách nào? Đây này các bạn chị. Thì đây này các bạn chị, có anh chị nhận ra đây là cây gì không ạ? Đây là cây cỏ mực, rất là thân quen ở người dân Việt Nam chúng ta. Còn hay gọi là cỏ nhỏ nồi, bởi vì khi mà chúng ta dò nó ra thì nó đen như nhỏ nồi. Đen như nhỏ nồi. Cái này thời xưa gia đình mình, những ai mà đi làm về á, gia đình mình là nhà nông mà, những ai mà đi làm về mà tay bị sưng phồng do công việc nặng nọc thì lấy cái lá của cây này dò trong tay, lấy một nắm lá dò cho nó nát ở trong tay đó, rồi những cái vết phồng á nó sẽ không bị phồng nữa đó, rất là hay. Cái cỏ mực này nó có công dụng, rất là nhiều công dụng về trị, về bệnh thận, về rất nhiều luôn. Hôm nay Hải chỉ chia sẻ với anh chị mình, nó giúp chúng ta hạ sốt rất tuyệt vời. Khi chúng ta bị cảm thì chúng ta phải xác định rõ rằng chúng ta bị sốt hay là chúng ta bị cảm cúm. Nếu cảm cúm thì dùng cây này. Cây này là cây tía tô, còn cây này là cây cỏ mực. Cỏ mực này để giúp chúng ta hạ sốt hoặc là bé ở nhà bị sốt. Cách dùng cây cỏ mực này rất đơn giản. Nếu chúng ta người lớn, chúng ta lấy một nắm cây cỏ mực này, ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo và giã thật nhuyễn. Sau khi giã thật nhuyễn, cô bác anh chị mình cho một ly nhỏ nước lọc hoặc nước nấu sôi để nguội. Chúng ta cho vào và vắt lấy nước. Nước đó người lớn uống một lần, còn nếu mà trẻ em dưới 10 tuổi thì chia từ 2 đến 3 lần uống. Sau khi uống xong thì cái bã chúng ta mới vắt ra, chúng ta bỏ vào một miếng vải mỏng và chúng ta đắp lên trán. Thì nó sẽ giúp chúng ta hạ sốt rất tốt. Đó là cách thứ nhất để chúng ta sử dụng những cây cỏ xung quanh nhà để chúng ta hạ sốt. Đó. Cách thứ hai, đây của anh chị, gần cái bên. Đây là cây lá quế mà chúng ta hay ăn ăn phở. Đó, hay ăn phở. Chúng ta có cây lá quế này. Đây là cây húng quế. Húng lủi, húng chanh, rất là nhiều loại húng. Thì đây là cây húng quế đây. Cây này là cây ăn phở hoặc là ăn rau sống đó. Thì cây này cách dùng để chúng ta hỗ trợ cái vấn đề hạ sốt thì rất đơn giản thôi. Lấy cho Hải, nếu người lớn thì lấy cho Hải một nắm đọt và lá, còn trẻ em thì lấy cho Hải 20 lá. Nhớ trẻ em thì 20 lá, còn người lớn thì lấy một nắm nhỏ, ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo, giã nát. Đổ cho Hải một cái ly nhỏ như thế này. Đó, cao như thế này, nhỏ như thế này. Ly nước nấu sôi để nguội hoặc là ly nước lọc. Đổ vào và vắt lấy nước đó. Cái nước đó chúng ta sẽ cho lên bếp và chúng ta sẽ nấu sôi lên. Nấu sôi lên xong, của anh chị mình nếu trẻ em thì mỗi lần, trẻ em dưới 10 tuổi, trên 5 tuổi thì mỗi lần cho uống khoảng một muỗng canh. Nếu trẻ em dưới 5 tuổi đó, thì mỗi lần cho uống là một muỗng cà phê hoặc hai muỗng cà phê. Đó, thì chúng ta sẽ hạ sốt rất tốt từ một cái loại cây như thế này. Rất tuyệt vời không các anh chị mình. Và hãy chia sẻ thêm các anh chị mình cái cách mà rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Đó là cái cây rau này. Ở đây có nè các anh chị.
Đây này các anh chị. Đó. Đây là rau diếp cá. Hôm bữa mình mới chia sẻ của anh chị mình đó, là nó hỗ trợ điều trị mắc nhiễm mỡ đó. Đây. Rau diếp cá này của anh chị mình, nếu người lớn lấy cho Hải một nắm, ngắt, cứ ngắt lấy một nắm cho Hải, đọt non và lá, rồi ngâm một nước muối loãng, rửa một nước sạch để ráo cái rau diếp cá này. Xong của anh chị mình giã thật nhuyễn, rồi đổ cho Hải vào đó một cái ly nước bacao như thế này, nhỏ như thế này, đổ vào, vắt lấy nước cốt và đun sôi lên. Đun sôi lên. Sau khi đun sôi, nếu người lớn thì uống một lần. Đó, uống khi nào cách 1-2 giờ uống một lần. Đó, khi nào hết sốt thì thôi. Nếu trẻ em trên 5 tuổi, dưới 10 tuổi thì uống mỗi lần một cái muỗng ăn canh, muỗng chúng ta ăn cơm á, một muỗng. Nếu trẻ em dưới 5 tuổi thì mỗi lần uống một muỗng cà phê hoặc là 2 muỗng cà phê. Đó, rất tuyệt vời để hạ sốt. Đồng thời, cô anh chị mình kết hợp hai cách này cho Hải nè. Cái trái chanh, chanh mà chúng ta hay làm nước chanh uống á, trái chanh đó. Cô anh chị mình sắc một cái lát mỏng, rồi chúng ta sẽ ngậm vào miệng. Rất lẹ và rất hữu hiệu để hạ sốt ha. Nhớ là ngậm ha. Ngậm chứ đừng có nhai, ngậm. Rồi cái nhiệt độ cơ thể nó sẽ tụt xuống rất lẹ. Kết hợp với những cái cách hồi nãy mà mình chia sẻ, thì nhà chúng ta có dược liệu gì thì chúng ta sử dụng dược liệu đó, hoặc chúng ta mua được dược liệu gì thì chúng ta sử dụng dược liệu đó. Kế nữa là có một cách nữa mà Hải thường xuyên sử dụng, đó là dùng giấm nuôi. Giấm nuôi là chúng ta nuôi ở nhà, chúng ta không phải mua giấm ở ngoài chợ. Thì cái cách mà để mà tạo ra cái con giấm nuôi để chúng ta nuôi thì Hải cũng đã có chia sẻ rất rõ rồi trong video, cách chúng ta tạo ra con giấm rồi chúng ta nuôi. Để có mà giấm nuôi nhà chúng ta sử dụng thì Hải cũng đã chia sẻ rồi. Thì các anh chị cứ gõ lên YouTube cách nuôi giấm nuôi Phan Hải Channel thì nó sẽ có cái bài thuốc, cái cách nuôi giấm cho các anh chị mình. Giấm đó tùy theo người lớn người nhỏ. Nếu người lớn thì chúng ta sẽ lấy nhiều. Mỗi lần thì các anh chị mình lấy cho Hải 1 lít nước hoặc 1 lít rưỡi nước nấu sôi lên. Sau khi nấu sôi thì các anh chị mình, nếu người lớn thì chúng ta sẽ đổ 1 xị hoặc là hơn 1 xị giấm nuôi vào cái nước sôi đó. Rồi chúng ta sẽ dùng cái khăn, chúng ta nhúng vào nước đó và chúng ta sẽ lau cơ thể. Lau cơ thể. Đó, cứ lau 2-3 tua. Lau 2-3 tua xong chúng ta nghỉ. Một hồi khoảng 15-20 phút sau chúng ta lau qua một tua nữa. Thì nó sẽ hạ sốt, kết hợp với lại uống húng quế hoặc là cỏ mực đó, hoặc là rau diếp cá thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Hoặc là chúng ta không có giấm mà chúng ta có chanh, thì cái chanh hồi nãy của anh chị mình sắc một lát ra để ngậm. Còn cái số còn lại chúng ta sẽ lấy xoa vào cùi chỏ nè, lòng bàn tay nè, lòng bàn chân, đầu gối đó, chúng ta xoa vào thì nó sẽ giúp chúng ta hạ sốt rất là tốt. Đầu video Hải cũng đã có lưu ý của anh chị mình rồi, khi mà chúng ta bị sốt thì của anh chị mình nên lưu ý rằng chúng ta bị giống như chúng ta bị cảm ha, nhưng chúng ta bị cảm sốt hay là chúng ta bị cảm nắng, cảm lạnh. Nếu cảm lạnh thì chúng ta sử dụng cách khác, ở đó có rau tía tô đó, các anh chị mình thấy rau tía tô không ạ? Đó thì đó là cái cách để chúng ta hạ sốt bằng cách là nấu một tô cháo nóng, nêm nếm ngồi vừa ăn, xong nó lấy một nắm rau tía tô sắc nhuyễn bỏ vào chúng ta sẽ ăn đó, thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta trị cảm cúm, cảm lạnh đó, cảm hàn đó các anh chị mình, gọi là cảm hàn, cảm thương hàn đó. Còn khi mà chúng ta bị sốt chúng ta dùng cái đó là không được nha, dùng cái đó không được nha. Chúng ta dùng những cách từ nãy giờ Hải chia sẻ của anh chị mình đó, cho nó có hiệu quả cao nhất, và phải biết phân biệt cái cảm là gì, cảm sốt hay là cảm lạnh. Vậy là hôm nay Hải đã chia sẻ của anh chị mình một số cái cách để chúng ta có thể hạ sốt rất tuyệt vời của anh chị mình, rất đơn giản, rất dễ làm, nhưng đôi khi chúng ta không biết thì chúng ta cuống cuồng lên, như vậy thì nó rất là khó khăn khi mà bị bệnh, hoặc người nhà chúng ta bị bệnh, hoặc người thân. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta nên bình tĩnh. Làm việc gì cũng vậy, chúng ta phải nên bình tĩnh. Không bình tĩnh được là chúng ta không có làm chính xác được, và không có nhớ được cái gì hết trơn hết rồi. Như vậy thì đôi khi có những cái cách mà giải quyết rất đơn giản mà chúng ta không nhớ được thì sự việc qua rồi, thì chúng ta rất là đáng tiếc đó. Thì những cái cách mà để hạ sốt mà Hải đã chia sẻ với anh chị mình thì nó rất là dân gian và rất là đơn giản.
chúng ta có thể sử dụng được và ai cũng có thể làm được hết. Chỉ cần bước rau vào, giả, dắt uống hoặc là lau cơ thể. Đó, rất là đơn giản. Nhưng nếu mà chúng ta không quan tâm thì đôi khi sự việc nó đến, chúng ta bị sốt hoặc là trẻ em nhà bị sốt thì chúng ta rất là cuốn lên. Như vậy thì nó sẽ rất là ổn ha. Thì mong rằng những cái chia sẻ của Hải như thế này nó sẽ giúp của anh chị mình một phần nào vượt qua khó khăn khi mà chúng ta bị bệnh, bất cứ bệnh nặng, bệnh nhẹ, sốt, cảm gì đó cũng là cái khó khăn cái sức khỏe của chúng ta. Thì vượt qua những cái khó khăn sức khỏe này thì rất là tuyệt vời. Rồi thì cái video Hải cảm ơn của anh chị mình rất nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Thì cái video Hải chúc của anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bye bye của anh chị mình nha.